tính thì hái mít mà đây thấy cái buồng chuối này có cái trái nó vàng vàng vậy các bạn, có nghĩa là nó già rồi ha. Rồi giờ mình đi chặt nó xuống thôi. Đây mình đã hạ nó xuống. Nay mình đi mình đem cái dao nhỏ. Rồi giờ mình cắt nó mới được. Đây. Dạ, kéo khéo lọt đi ạ. Ý ạ. Có cái bùn chuối thôi mà mình cũng phải vật vã với nó. Rồi còn cái cây chuối để chừng nào rảnh đi. Rồi vô cái mẹt nữ còn có mấy trái các bạn, thấy có trái này rụng nè, chà biết chín hồn đi, cũng hơi thơm mà sao nó rụng rồi, nó có chút ép các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình đi kiểm coi còn trái nào không nha các bạn, mít đưa hết mùa hết trái luôn rồi. Là nãy mình leo lên không có trái nào chín nữa trơn các bạn, tính leo lên hái chín rồi mình review cho các bạn coi. Ủa, trái này nó rụng mà nó chưa thơm mấy nha, mà nó chút xíu à nè, không biết nó được mấy mua không mấy hộp nữa, kệ cũng khui thử cho các bạn coi. Còn có cây còn có 4-5 trái hà mà nó không chịu chín một lượt đó chứ. Đây nhỏ xíu chứ kiểu cũng có muối nữa bạn. Đây nhỏ thì cũng có vỏ không đến nỗi nào. Đây cái trái nhỏ như nắm tay mà nó cũng được bốn bốn muối các bạn nè, bốn muối cũng to ha. Chứ thay vì là đồ bỏ đó có chút xíu à, nắm tay à mà nó cũng được mấy muối ăn thử à. Ngọt vừa chín tới bạn, nó không có mềm mấy, nó cũng mềm nhưng mà nó không có cái dạng như mềm ụp như chín thiệt là chín phải không, tại cái này vừa chín tới mà mình khoái ăn vậy nè, nó còn hơi cái độ sống sống chút xíu vậy đó, nó ngon hơn. Ngồi ngay cái bút luôn các bạn. Nè mấy bạn coi trái gì vậy nè, con nắm tay các bạn thấy không, trời đất ơi nó nhỏ vậy đó, vậy mà nó cũng được mấy hộp nè, nực đổ bồ hôi quá các bạn. Cũng ngon. Ngon, trời mấy bạn con lực mà mồ hôi đổ như mình tắm rồi đó. Như tắm luôn. Nãy giờ đi một vòng mới được có bùn chuối nè. Con trai mới chút ép uống rồi. Nay chắc không có gì để thu các bạn, thu riết ở vườn không còn gì để mình hái nữa trơn. Nó vừa tới cái mình đèm đầu mình hái trơn. Thôi tạm biệt với bạn nha. Mình tính đi lại kiểm tra cái thù lù này nữa bạn, coi có trái không ha, mà thấy cái mít này nó chín rồi, nó thơm ngát mũi rồi đó. Giờ mình cha mình đang ngồi bên mé mương bên đây. Chồng qua mé mương bên đó chắc có bộ mệt không được, mình để mình phóng qua bên đó mấy bạn ơi. Rồi giờ mình chặt nó thôi, chặt mé 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 này trước rồi cho nó sạch sẽ đẹp đẽ coi. Đó.
Trời ơi, trái mít nó bự mấy bạn. Rồi. Rồi, chặt thử cái mít mấy bạn ơi. Mình tính chặt vô cái đìa cho ốc ăn á. Còn nữa nếu mà ngon mình ăn còn không. Ốc ăn hết. Ôi trời, con ngon quá bạn. Mới chặt có con nhát một thấy ngon quá nè. Ồ. Hấp dẫn chưa mấy bạn? Ồ. Rồi, mình thử miếng trước coi. Mình có tập bạn hay thử trước miếng vậy đó. Coi ngon không? Nếu mà ngon á thì mình đem về nhà mình ăn một ít, còn không ngon á thì mình chụp đìa cho ốc ăn hết. Rồi, thử miếng bạn. Ngọt quá bạn. Ngọt. Ngon giòn. Rồi hơn mình chờ lại phần tư đem nhà ăn, còn như cho ốc ăn hết. Rồi mình chờ lại như đây hả bạn, đó, còn như đây là mình cho ốc ăn hết nè. Bữa nay ốc hai bên nhiều lắm. Nhìn hấp dẫn quá bạn, còn thèm quốc miếng nữa bạn. Làm miếng nữa nha, mời các bạn nha. Người ta nói ở giờ sống lâu bạn. Mình làm vườn nhiều lúc rồi mình mấy mệt mỏi với thầy rồi, giờ mình bắt đầu đi quăng xuống cho tụi nó ăn. Tạm biệt bạn nha. Đây, được trái dưa leo nữa. Gì mà con trai trai. Cái tay mình mới chẻ mít nãy bạn, dính muỗng mít nữa bạn. Chứ mới được cắt bả lá chuối với bạn thông cảm, mình ở giường á. Rồi mình làm hoài, không lẽ ăn chút cái mình rửa tay chắc cả ngày mình rửa 800 cử quá bạn. Thành ra đôi lúc tay sạch tay dơ với bạn thông cảm nha. Nó dính muỗng cũng khó chùi ra lắm mấy bạn, chứ phải mình không rửa. Ồ, cũng thấy thường. Nha, thôi. Rồi, được có con trái à. Mà nó nằm đụng đất luôn các bạn, hái luôn cho rồi đi, nó còn non lắm, mình hái luôn đi. Đó, bên đây thì mình thấy có con trái cũng còn non nữa. Đây. Trời ơi, thấy thương quá. Kệ. Đó, hai trái, còn kia đằng kia trái chút ép nữa mà thôi chút ép hái làm gì. Đó, giờ hái hai trái này nha mấy bạn. Vậy là bữa nay chỉ được có hai trái cà nè. Trái dưa leo, con buồn chuối với trái mít. Đó, này tổng thu hoạch có nhiêu đó các bạn ơi. Trời đất ơi, mấy cái cây này coi nè. Cây giá bụp nó tốt thấy ghê luôn nè, giờ nó mới hơi lú lú bồng. Cây nào cây nấy nó cao nhiều nhiều luôn bạn, nó tốt luôn mà nó không chịu có trái cho mình, ủa có bông cho mình. Mà giờ nó cũng bắt đầu có nè, bữa mình tước mấy cái lá bự của nó. Đó. Rồi, hy vọng nha. À, thu hoạch hôm nay chỉ có trái mít mà mình chặt lại mình chừa lại một miếng mình ăn nè bạn. Chuối ha. Hai trái cà đây, kèm theo đây là một trái dưa leo. Ai lấy lên cho bạn coi đó. Rồi dưa leo, hai trái cà đó. Cái xô này á, là hồi nãy mình vớt bèo của mấy bạn cho ốc ăn á, rồi giờ mình xách cái xô về rồi.